Xin chào cả nhà. Thì hôm nay bạn Mến và bạn Kha vừa đi ở nhà cô Bảy chơi mới về. Thì nhà cô Bảy có làm cái nuôi mấy con ếch các bạn ở trong vườn dừa. Thì tụi mình có mua về đây một ít. Này các bạn. Đây là ếch nuôi nha. Tụi mình nãy ra ý tưởng là sẽ nấu món cà ri ếch. Mời các bạn nấu hai xem nha. Tiến hành thì bạn Kha bây giờ sẽ làm mấy con ếch này ha. Sẽ mừng mấy con ếch này. Ok. Con này giờ cắt ra không đây? Cắt ra. Mẹ chỉ đang là cắt ra thôi chứ đang nó học hỏi thôi chứ nó chưa biết. Còn bạn Kha. Bây giờ làm gì? Bạn Kha sẽ đi nấu dừa. Này mình cắt ra làm bốn rồi ha. Thì vậy đó. Thì vậy đó. Tôi thái á, con ếch bị tôi thái gì không? Tôi thái hai cái đùi sau à. Mày còn gì để thái nữa không? mình chỉ thích hai cái đùi sau à. Mà nói con ếch nuôi không ngon chứ con ếch này nuôi mình nuôi ở vườn mình cho nó ăn đủ thứ nên nó cũng ngon ha. Thì về dịch tôi phải nuôi cũng nhiều. Nuôi chủ yếu là để ăn thịt thôi. Cho vòng. Con đây là chưa làm, chưa cắt ra. Cắt được thử hết đi. Nhiều quá chứ, đúng không? Nhiều lắm á. Trời thì đang mưa râm râm. Trời đang rất là trời mưa râm râm mà mình nấu mình cà ri mình ăn là đúng rồi. Trời ơi, món này nhỏ. Ồ, bằng Kha đi nói đi nhậu dừa mà cầm trái dừa hoài, không nào là sao? À quên. Vậy luôn. Môn này mình nấu hầm dừa là ăn nó ngon lắm nhưng mà mình nấu curry là nó rất là dẻo. Ngon lắm. Được. Gì nó khoai. Nấu được ít đủ luôn nhà mình ăn đủ. Nấu dừa nhiêu đây được rồi, nhiêu đây là muốn nhiều nữa đó. Mình chẻ thôi được không? Nấu là mình chẻ ra. Nó thấm với gia vị gì đâu vô. Này mẹ chị Yên Đen làm nha. Này đâu, chị Yên Đen nấu món này. Yên Đen hồi đó giờ không nấu chắc chưa biết. Ê gì vậy? Vậy hả? Gì đâu có gì, nói là vừa vừa thôi để bự quá. Bự quá lâu không, chín không luôn. Chín nó không chín. Vậy được rồi chứ nó sắc nhưng mà môn nhỏ quá được đâu. Môn cách sao ta hàng à? Với cái củ hai cái này, hai cái này nó chín một lượt không? Đúng rồi, nó chín một lượt luôn á. Môn với mình bỏ vô nó chín một lượt luôn á. Trời, bây giờ mình ướp đi. Ướp để cho ớt nó thấm. Cái này nó nhỏ quá đi, cũng được. Lấy cái này đi. Một chút mình ướp cho nó thấm. Ớt ở đâu? Ở đâu đây? Ớt này ngoài vườn. Vườn. Đấy, trời vụ cô bán ớt đẹp quá, xin mấy trái ớt rồi nói. Ồ, vậy luôn hả ta? Cái gì đó? Mình xin bột nghệ. Mình đi chào mình nặng luôn á. Cay lắm rồi đó. Mà mình xin có một trái thôi mà cô cho tới bốn trái. Vậy bột nghệ hả? Để mình thử mình để dành ăn.
ít ớt thôi bạn Kha ơi. Có 3 trái à, 4 trái à, mình bằm 3 trái à. Chưa mà ớt này cay lắm. Chưa là đường. Những món này như mẹ nói là ngọt đường mới ngon hay gì? Mẹ nói là phải ngọt đường. Đường nhiều. Với lại ớt nữa nè. Mà Kha bỏ vô ớt đi, bột bánh ăn nó không có được. Nhiều bột bánh bỏ vô mà Kha vô chè mì. Chè mì đó. Cứ nhắc chè mì hoài luôn á. Rồi này xả bằm. Này là công sức của bạn Kha nè. Giờ mình cứ cho vô hết đi thôi, bạn Kha không buồn. Hợp lý rồi. Đây, và đây là ớt của bạn Kha. Ớt này. Trên đây còn. Ủa sao có mấy cái hả? Còn trái kìa, sao chừa luôn vậy? Nè, hả? Bạn mới lên quá. Đây còn. Bạn Kha sẽ trả đều. Ra màu đỏ này quá. Có hai cái màu nghệ á. Nghệ với khoảng có xả ớt. Giờ để cho thấm ha. Để mình phải cho thấm này. Tiếp theo đó thì Kha sẽ dắt nước cốt dừa. Còn ra màu đen kìa. Ok, giờ luộc dừa rồi bạn Kha. Đây. Đặng mình lấy mình bỏ lại cái hộp chứ để nó rớt xuống. Củi mùa mưa để trong để ngoài trời nó bị tạt vô. Tạt nó bị không cháy. Ông Kha nghĩ đi ông Kha. Ớt này nó phải ngon. Ngon. Cái mùa hồi mình ăn mình biết. Nó ngon tới mức độ nào. Quan trọng là thần thái. Mình ăn mà quan trọng là thần thái đó. Thần thái là gì? Ai biết. Tôi nghe người ta nói gì. Hấp dẫn chưa? Kép. Rồi xong rồi. Thử. Đừng tội bạn. Bạn đen à. Còn ba cái rau này, ba cái củ này là chừng nào mình mới bỏ vô? Chừng nào ớt chín mình mới bỏ vô. Gần cuối cùng. Vì tưởng đâu bỏ vô được luôn chứ. Ớt chín là giờ mình vớt ra, đặng mình bỏ khoai với môn vô. Sao, tại sao mình phải vớt ra? Tại vì thịt ớt chín này mà mình bỏ mình nấu chung thì nó sẽ bị bấy thịt. Nó mềm thịt đó phải không? Đúng rồi, mềm thịt không ngon. Nhớ vớt ra bỏ riêng. Giờ vớt ra bỏ riêng. Thì hồi mình bỏ khoai với môn vô mình nấu cho chín rồi mình hãy bỏ lại. Rồi. Này mình để qua một bên đi. Bốc khói. Giờ mình bỏ khoai với môn vô mình nấu.
Dạ đổ lên đen ơi. Này nấu cho chín à. Là mình bỏ ngược đó, cái này vô hả? Đúng rồi. Mình bỏ ngược bỏ nhá ngược vô. Bỏ ngược ếch vô. Rồi, để thử 2 chín. Ủa cái này là sao giờ nó đỏ hơn nãy vậy? Mình đổ nước cà ri vô. À cái nước nãy mình thử, thử mình lấy ra phải không? Ờ, chín chưa? Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Chín rồi, đặt nó đặt, 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 đặt kẹo lên luôn. Đổ ếch vô. Đổ ếch đổ vô. Nó vô là có thể ăn được rồi phải không? Thơm quá. Đây. Không quan trọng. Còn cái này gì đây? À nước cốt. Nước cốt. Đặc sợ chưa á. Lại vô đi con. Rồi để cho nó sôi lại cho cái nữa là ăn hả con? Dạ cho nó sôi lên. Con. Còn một cái nữa. Củ hành. À củ hành. Rồi, giờ chỉ cần cho nó sôi lên là ăn được rồi đó. Nay mình trời hiện bây giờ nó đang rất yên tĩnh, không có mưa, không có mưa luôn. Hồi sáng mưa quá trời luôn các bạn ơi, sáng mưa quá trời. Giờ nay mình ra đây mình ngồi mình ăn được rồi. Cái nào nó chín chưa? Chín chưa mẹ? Chưa đẹp. Để sôi rồi nhắc lên phải không? Để sôi cái đó rồi cái nó rút nước cốt với hành chín hành phải không? Chín hành với vậy lại nó rút nước cốt vô trong hai với môn. Đây sắc miếng ớt rồi làm nước mắm chấm này. Chấm luôn phải không? Rồi. Không có dĩa. Lý do nào mà mình ăn với bún mà mình không ăn với bánh mì? Đây sáng nay bạn ca vừa mến là đi hết nguyên cái chợ luôn mà tiền đi khắp mấy cái lò bánh mì luôn mà nay nó bánh mì bị cháy hàng. Cháy hàng. Bị cháy hàng. Trong khi đó bạn khai mới đi mua bánh mì mà tao mà 12 giờ trưa rồi. 2 giờ trưa. Có nhiều bánh mì. Nên là hết bánh mì. Nó bị cháy hàng bạn ơi. Nay tụi mình ăn với bún nha. Nay đã nay ăn với bún. Nay bánh bò nướng. Dạ. Bánh chuối. À bánh sáng mình mua mình ăn sáng còn. Nhưng mà không có bánh mì. Đúng bánh rồi. Mì bị cháy hàng luôn cái ghê nha. Bánh mì bị cháy hàng. Chín chưa mẹ? Bưng nhấc lên được chưa? Để đây bưng ra hay là bưng lên? Bưng ra đi. Sao cũng được. Bưng ra đi. Con đen nó cầm tay trái muốn con chừng đổ hết rồi mẹ ơi. Không, coi vậy chứ con tay này cũng cứng dữ lắm ạ. Con nằm dưới đó nha. Hai. Đã chưa ơi thôi đâu rồi. Khoai đỏ tươi luôn nè. Cái này là khoai lang mọc mà. Của hành chính này ha. Nay mình ăn được ngoài đây thoáng mát nè bạn ha. Không khó được. Nhưng rất tiếc là không có bánh mì. Ăn bún không ngon lắm đúng không? Mẹ nó ăn luôn mẹ ơi. Ây da. Dạ. Nghe mùi sân. Ăn cho nó mát đi. Cô qua đây ngồi với con đi con. Ra sẽ sắc ớt cộng bự bự không? Mình có chén nước mắm nữa hả? Nếu nào thích ăn gì bạn có gì mình chấm thì mình chấm. Chấm thịt ớt nè. Đây. Thấy cái đùi ớt lên chơi. Phải kiếm cái đùi nữa mới được phải không? Sao mình thấy khoai không nhỉ bạn? Cảm như bạn đang múc khoai cho mình không có gì á. Mình thấy khoai không thôi, không thấy ớt gì đâu à. Đang ngon đó nè, đùi nè bạn. Đang nấu riết thì gục hết trơn rồi đang ơi. Nó bị mềm quá, chín quá luôn á. Chín quá rồi đang ơi. Ê thôi. Xin mời các bạn dùng với mình nha. Đây, mình sẽ ăn một cái đùi. Chưa vậy ta à. Nè. Mày nấu nhưng mà tao ăn trước chứ. Tại tao biết mà. Nhất nhí nha. Nhưng sao? Ớt ngon ngang. À, không biết bỏ làm sao à. Nhưng mà cái này nó... Nhưng mà tôi thích ăn cái đùi. Mà cái nhà mình nha. Ừ, nhưng mà cái này là cái đùi trước. Cái mình á. Ừ, cái mình trước. Cái bụng nó cũng ngon lắm á bạn ha. Đúng rồi. Như là con ớt thì cái gì cũng ngon.
mình rất thích ăn ăn. À, mình đâu có bỏ gì đâu. Đúng rồi. Bỏ cái luộc cái gan. Con đen. Ngon quá. Thiệt, ăn bánh dùm em. Thì tao mến thử nha. Thử miếng quà trước đây. Nếm cái mùi vị nữa. Quà chín ha. Ngọt ha. Ngọt ghê lắm. Rất là ngọt luôn. Ngon ngon. Kiếm cái đùi coi. Đây. Nè cái đùi đây. Bún được phải chan thêm miếng nước đúng không? Có hành ngọt rồi ha. Ừ. Chan thêm miếng nước vô. Rưới lên. Hôm nay bị cháy bánh mì nè, không có bánh mì chấm. Nó chấm nên mì sẽ ăn ngon hơn. Hôm nay mình ăn chiếc bún. Tôi thích bánh mì hơn. Bánh mì dễ ăn hơn hơn. Ừ. Ừ. Cái đứa nó béo sao đâu á. Một trái vừa luôn á. Ừ. Ừ. Đã. Sao bạn đang? Bạn đang ăn mà không ăn đang không nói gì đâu hả? Bạn đang chà hay ghê luôn á. Ngon. Ừ. Nó béo. Béo kinh khủng luôn á. Mẹ đi vô hả? Ừ. Mẹ vô trước con khú rồi. Ngon quá. Bạn bạn Kha phát biểu cảm nghĩ khi đen nấu cà ri ớt đi. Ngon quá à. Ngon. Rồi bạn đem 9 điểm luôn á. Ừ. Một điểm là mình giữ lại. Bên này có tiến bộ không? Ừ. Được. Được hả? Một điểm cần cố gắng. Một điểm là cần cố gắng. Hình như đang mưa râm râm mà bạn Kha ơi. Trời hôm nay thời tiết hôm nay sáng mưa sáng giờ. Mưa sáng giờ ăn mưa sáng giờ. Bây giờ thì nó thời nó trong hơn rồi mày. Ừ. Đối không Kha biết cái bông đó là bông gì? Bông. Anh tên. À, xa quá không thấy được rồi. Đó, bông nó thấy à. Đó bông gì? Thua rồi. Phù dung á. Cái này là cây phù dung. À, bông này. Cái bông phù dung đó cái cánh nó như cái tờ giấy vậy. Nhưng mà nó. Cái giấy. Thường thì nó là đó đó qua phù dung nữa hả? Ừ. Bông đẹp quá. Nó rụng á, tới lấy là nó có bông cái nó rụng xuống mưa cái tôi đi, nó không chìm luôn á. Rồi đây mẹ dạ, bạn Kha ra. Bạn Kha đang thử khoai mặt. Chín đâu bạn Kha? Chín, bốc khói luôn, đang bốc khói luôn. Rất là ngon luôn. Khoai mặt á. Khoai này trúng mình sáng mình mua trúng khoai mặt. Rất là ngon. Ừ. Ok ha. Ừ. Thì tới bạn mới thử cái đùi cây. Nè lụi nha ông Kha. Cảm ơn nha. Cô chấm miếng nước mắm cho miếng chấm miếng mắm miếng nước mắm này. À, bạn Kha chân thành cảm ơn bạn Đen. Chỉ cho bạn Kha cái đùi. Múc toàn là khoai không à. Bạn này biết đây gì không? Biết này gì không? Cái đùi đất ra. Ôi bạn làm gì vậy? để con bạn mến nói gì đúng không? Mình để cho bạn nói gì. Đây. Mình nhìn bạn mến ăn trời quá thỏa mãn. Mà cỡ còn có một cục à. Ăn nè. Có nhìn rồi. Vậy luôn. Vậy luôn hả? Rồi nói chung là giờ xong rồi. Ngon rồi. Ngon quá trời nó luôn. Thôi bị ngán. Tụi mình xin dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn cái video tiếp theo nha. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh và đóng góp ý tưởng ủng hộ tụi mình để kênh ngày càng phát triển hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Rồi. Bạn Đen. Chào tạm biệt. Đen.